Việc xin chào quý vị và các bạn nha. Việc thanh lý cho quý vị và các bạn một đôi Boss 301 Series 3. Giá rất là rẻ luôn. Chút xíu nữa thì Việt sẽ quay cận cảnh và báo giá luôn nha quý vị và các bạn. Bây giờ trước khi báo giá cái đôi 301 Series 3 thì Việt chia sẻ với quý vị và các bạn một cái cặp phân tầng của hãng Bioneer. Đó. Thì cái phân tầng này là phân tầng của Bioneer CS88 đó quý vị và các bạn. Đó. Phân tầng này thì gồm là một bát, một chung và ba chép đó quý vị và các bạn. Đó. Hai volume để tối ưu cho giải chung và giải chép đó quý vị. 8 ôm, dây thì còn đầy đủ hết, dây đầu cắm đâu còn đầy đủ hết, phân tầng zin nguyên bản nha. Đó. Thì quý vị và các bạn cũng có thể là xài một bát, một chung, một chép. Đó, thì tùy. Đó. Thì cái này quý vị và các bạn về á, bạn nào mà thích nhiều chép thì mình có thể câu nhiều chép vào. Đó. Còn nếu mà một chép thì mình thích một chép thì mình xài một chép. Đó là tùy mấy bạn nha. Đó. Đây thì những cái đầu dây cắt nó còn nguyên nè quý vị và các bạn. Đó. Rồi, volume đồ là không có gột gạt sọt sẹt gì hết nha. Đó. Thì mấy con tụ này quý vị và các bạn, tụ đây á là hồi xưa là họ chế keo vậy nha, chứ mình không có đụng chạm gì trong này ha. Đó, zin nguyên bản hết cho quý vị và các bạn nha quý vị và các bạn. Đó, mình không đụng chạm gì hết. Đây. Đầu dây là còn ngon lành luôn. Đầu dây đẹp keng hết ha. Cái đầu cắm nè. Đó, về chỉ cắm vào thôi. Đó quý vị và các bạn. Đó. Rồi cặp phân tầng này á, tình trạng đẹp zin, không thay thế bất kỳ của linh kiện nào hết. Giá Việt để cho quý vị và các bạn là 1.600.000 đồng nha. Rồi. Ở đây là một cặp chép của Bioneer CS88 nè, từ Anico. Cái này bằng gan nha. Thì ở phía trước này á, cái đường kính phía trước này hình như là khoảng 6 gần 7 cm đó. Còn nếu mà tính lỗ bắt ốc này thì nó hơn một tí xíu ha quý vị và các bạn. Siêu chép. Cặp chép này thì cái model của nó là BT222F3. Cặp này kêu hay lắm nha quý vị và các bạn. Còi. Cặp này 2.500.000. Cặp chép 2.500.000. Rồi. Thì việc chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cặp Boss 301 Series 3. Đây là cái e-căng, tấm e-căng này ở quý vị và các bạn. Đây tấm e-căng ở bên đây. Để việc quay hai tấm e-căng luôn cho quý vị và các bạn xem nha. Cái căn gì dính bụi thôi chứ không có lủng, để mình xem một vòng coi bên đây có lủng không. Rồi cái căn thì không có lủng nha quý vị và các bạn, cái căn không có lủng, tem trên đây căn còn ha. Rồi việc giật cái tấm cái căn ra thì đây là Boss xịn chuẩn 100% nha, mình là không có chơi hàng giả hàng nhái. Thì đây là dòng 301 Series 3 sản xuất tại Canada. Thì sản xuất tại Canada thì việc đã có nhiều bài nói rồi. Thì cái nón lo, cái mũi lo nè, nó y như 601 Series 4. Rồi, đây là cái lo chép nè. Tất cả các tiếng lo đẹp xuất sắc. Tiếng lo nha, tức là màn và màn giấy và gân thì đẹp xuất sắc luôn. Không có một điểm trừ về màn giấy và gân. Cũ lo thì đẹp. Xương lo bên trong là lung linh bảy màu luôn. Đây rồi, đó. Rồi. Thì về góc cạnh của cái lo này đều được quay phía sau. Góc cạnh của cặp lo này quý vị và các bạn. Đây. Mình lấy nét từ từ ha. Đó. Rồi. Thì đây là trùng số series nha, trùng đôi trùng cặp. Trùng số series quý vị và các bạn. Đây số series đây. 491B và bên đây là 491A. 491A quý vị và các bạn, 491B và 491A. Thì sản xuất tại Canada, 301 Series 3 hàng xịn. Đó. Về phần thùng thì chạy theo năm tháng. Và ở đây nè, ngay chỗ này đều lấy kéo nhích gần chút xíu. Đó. Mình vận chuyển thì nó mẻ cạnh đây tí xíu ha, mẻ cạnh đây tí xíu thì đã xử lý rồi ha. Tí xíu cái cạnh đây. Nó khoảng nửa lóng tay mình thôi, nó không ăn vào thùng đâu, tí xíu đây thôi. Đó, rồi. Thì chỉ có lỗi mẻ cạnh còn ở chiếc đó thôi, còn những chỗ khác thì bình thường. Đó.
thì tiền nào của nấy, hàng bảo đảm nguyên zin, do mẹ cạnh tí xíu, mình bán giá rẻ cho quý vị và các bạn là 9.500.000 đồng. Thì bình thường là những cặp đẹp xuất sắc thì nó 10 triệu, còn cặp này 9.500.000 nó. Thì có bạn nói là kiếm cho mấy bạn cái cặp lỗi thùng tí xíu cũng được, rẻ rẻ tí đó. Thì đây nè, xử lý ngay chỗ này tí rồi 9.500.000, không ảnh hưởng gì đến chất âm hay là thẩm mỹ gì cả. Rồi bạn nào cần thì liên hệ 0963 72 1519, ai chuyển khoản trước bán trước nha.